phù hợp cho ngày hôm nay. Tại vì ở dưới đây chắc chắn là tất cả đều là con nhà người ta đó. Ở đây là phải những người giỏi lắm mới vô được ở đây là đúng không? Và bài hát này trước kia xin dành tặng cho tất cả các anh chị có mặt hôm nay. Và chúc các anh chị có một năm làm việc thuận lợi, tiền bao nhiêu nước và sức khỏe nha. Bài hát con nhà người ta. We'll be right back.